Ta học bài thực hành vẽ hình vuông. Vẽ hình vuông cũng tương tự như vẽ hình chữ nhật thôi. Hình vuông. Ví dụ vẽ hình vuông có cạnh là 3 cm. Đây, ta vẽ cái hình vuông có cạnh là 3 cm thì ta sẽ vẽ đoạn thẳng DC trước. Cái đoạn thẳng DC này sẽ là 3 cm. Vì hình vuông bốn cạnh đều bằng nhau, cho nên người ta cho biết có một cạnh là 3 cm, như vậy các cạnh còn lại cũng là 3 cm. Vì bốn cạnh của hình vuông đều bằng nhau. Các cạnh đều bằng 3 cm, vậy ta vẽ một đoạn là 3 cm. Đấy, sau đó ta vẽ hai cái đường thẳng tiếp theo vuông góc với cái đoạn thẳng vừa vẽ đó, đúng không? Và trên cái đường thẳng này ta cũng lấy một đoạn, ta lấy một đoạn là 3 cm và ta cũng vẽ một bên này một đường thẳng nữa. Do đó trên cái đường thẳng này ta cũng lấy một đoạn là 3 cm, sau đó ta nối hai cái điểm này với nhau là ta được hình vuông. Vậy ta sẽ vẽ thực hành bài tập 1 nhé. Bài 1. Vẽ hình vuông có cạnh 4 cm. Có nghĩa là hình vuông này có bốn cạnh đều bằng 4 cm. Ta vẽ. Hình vuông có cạnh là 4 cm, đây ta vẽ nhá. Chấm một chấm, đúng không? Đặt dấu 0. Vạch số 0 trùng với cái điểm đó. 4 cm từ từ 0 đến 4 là 4 cm. Vậy chấm ở cái vạch số 4 này, nối hai cái điểm này với nhau, vậy là vẽ được một đoạn thẳng là 4 cm rồi. Tiếp theo, ta sẽ vẽ một cái đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng vừa vẽ. Như vậy ta sẽ đặt cái cạnh góc vuông này của EK này trùng với cái cạnh đoạn thẳng vừa vẽ, đúng không? Ta vẽ một đường thẳng vuông góc với cái đoạn thẳng đó. Trên cái đường thẳng này ta lấy một đoạn thẳng dài là 4 cm. Từ 0, đây, 0 là bắt đầu trùng với cái góc này nhá. Điểm 0 trùng vào cái góc này. Đấy, đến số 4 là 4 cm. Chấm ở đây, đúng không? Đánh dấu vào, người ta sẽ nối đậm vào bằng bút mực đi. Còn cái phần thừa này là đường thẳng này chúng ta tẩy đi, chỉ lấy cái đoạn thẳng kia thôi. Đấy, bên này ta cũng vẽ cái một cái đường thẳng vuông góc với cái đoạn thẳng 4 cm này. Đặt một cạnh của EK, cạnh góc vuông ấy, trùng với cái đoạn thẳng kia, đúng không? Vẽ đường thẳng, đúng không? Vuông góc với đoạn thẳng đó. Sau đó ta trên cái đoạn đường thẳng này ta lấy đoạn thẳng là dài cũng là 4 cm. Số 0 sẽ trùng với cái điểm góc này. Đến số 4 chính là 4 cm. Đánh dấu đây, ta nối. Đấy, đúng không? Cái phần thừa này nối chì cho tẩy. Sau đó nối hai cái điểm này với nhau. Như vậy là ta đã được hình vuông có cạnh là 4 cm. Đấy, ta ghi ở đây 4 cm. Vì cái ở đây người ta bảo yêu cầu là vẽ hình vuông có cạnh 4 cm, người ta không nói tên của nó, hình đấy nó là gì thì không cần phải ghi tên là ABCD hay gì hết ở đây nha. Bài này chỉ làm ý A thôi, ý B là giảm tải không phải làm. Bài 2. Bài 2 là vẽ theo mẫu. Chỉ làm ý A thôi, không phải làm ý B. Bây giờ ta quan sát mẫu. Ta thấy đây là một hình gì? Cái hình bên ngoài cùng này chính là một hình vuông, đúng không? Hình vuông này có mấy cạnh, mấy ô? Độ dài là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, đều các cạnh đều có độ dài là 4 ô. Và ta thấy là bên trong là cũng là một hình, hình này cũng là hình vuông. Và hình vuông này được tạo bởi các cạnh nối từ cái điểm giữa của mỗi cái cạnh này, đúng không? Với nhau. Đấy, vậy ta thấy là một cạnh này dài 4 ô, vậy thì để chia đôi cạnh này ra thì chính là mỗi bên sẽ là 2 ô, đúng không? Mỗi bên sẽ là 2 ô, một ô 2 ô, một ô 2 ô. Điểm giữa là điểm đây, đúng không? Điểm giữa là điểm đây, để chia ra mỗi cạnh là 2 ô ra đấy. Điểm giữa là chỗ này. Điểm giữa là đây, giữa là, đúng không?
Sau đó ta nối các điểm này với nhau. Ta chấm ở đây thôi. Ta xác định điểm giữa của mỗi cái cạnh này, đúng không? Đấy. Sau ta nối các cạnh này với nhau. Nối các điểm này với nhau thì ta sẽ được cái hình vuông bên trong này. Tập tập vẽ nhá. Vẽ vào ô ly. Thứ nhất là cái bàn này ta xác định là các cạnh của nó là mỗi cạnh là có độ dài là 4 ô. Ta đếm. Từ đây đi. 1, 2, 3, 4 ô. Đúng không? Chấm vào đây. Đấy. Cạnh này. 1, 2, 3, 4 ô. 1, 2, 3, 4 ô. Đấy. Ta nối với nhau. Nối với nhau để được hình nhỉ? Là hình vuông bên ngoài. Sau đó ta thấy là 4 ô này thì ta xác định điểm giữa của mỗi cái cạnh này. Mỗi cạnh là dài 4 ô, vậy điểm giữa của mỗi cạnh là sẽ chia ra mỗi bên là 2 ô ra, đúng không? Và điểm giữa sẽ là đây. Đây, đây. Đúng không? Đấy. Ta nối các điểm này với nhau. Như vậy là sẽ được hình vuông bên trong. Đấy, chúng ta thấy giống chưa? Đó. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 3. Bài 3. Làm bài 3 là bài làm tải, cũng không phải làm. Bài này chúng ta chỉ làm bài 1A và 2A thôi. Bài 3 là bài làm tải, không cần phải làm.